Xin chào bạn, bạn đang chuẩn bị làm nhà, bạn cần tham khảo mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ. Với tổng diện tích bạn đang mong muốn làm nhà tầm khoảng 150m² và chi phí bạn cũng đang mong muốn làm nhà tầm khoảng 1 tỷ trở xuống thì đây chính là mẫu nhà để bạn tham khảo đây. Vậy bạn hãy dành chút thời gian để xem kỹ video này của mình nhé. Ngôi nhà này với thiết kế bên ngoài với những đường nét đơn giản đó, tạo lên cho ngôi nhà có sự nổi bật đó. Kết hợp với tông màu điểm nhấn như màu ghi rộng này thì tạo lên cho ngôi nhà có sự trẻ trung và tươi mát hơn đó. Bên dưới chân tường sẽ được ốp đá đen vừa để cho công trình được khỏe khoắn hơn và ngôi nhà cũng có sự nổi bật hơn rất là nhiều. Các bạn nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích video và một nút chia sẻ để nhiều người có mẫu nhà đẹp nhé. Và đây cũng chính là ngôi nhà do thầy trò mình đến tư vấn phong thủy và thiết kế ở tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho nhà chú Vượng. Đó. Một căn nhà nhỏ xinh với đầy đủ các công năng. Bên trong có phòng khách, phòng thờ và 4 phòng ngủ. Có 2 WC, có 1 WC, xin lỗi quý vị, có 1 WC. Đấy. Cực kỳ thông thoáng luôn, cực kỳ tối ưu luôn. Bây giờ mình xin phép vào chia sẻ công năng chính bên trong ngôi nhà này để quý vị có video tham khảo nhé. Ngôi nhà này đang có chiều mặt tiền là 12,5m và chiều sâu của ngôi nhà đang có là 12,5m không tính khu vực bếp phụ phía đằng sau. Đấy. Khu vực bếp phụ phía đằng sau này thì vẫn làm nên và thiết kế lên, nhưng sau thì chủ nhà sẽ lợp tôn, cho nên là cái công trình này sẽ không có trong cái phần chủ yếu là ngôi nhà chính thôi. Đấy. Ngôi nhà chính thì nó có diện tích tổng phủ bì nó rơi vào khoảng 150m², không gian phòng khách 35,6m², không gian khách cực kỳ rộng và lại còn được vay mượn sang phòng thờ này, còn vay mượn sang phòng bếp này, vay mượn sang hành lang bên dãy phòng ngủ này, cực kỳ thông thoáng luôn. Cái phòng thờ này đang có chiều rộng là 3m và chiều sâu của phòng thờ là 2m. Đấy. Phòng bếp 20m². Phòng ngủ số 1 15,8m². Phòng ngủ số 2 11,2m². Ở cái phòng ngủ số 2 này thì sẽ được làm diện tích nhỏ hơn để cho ưu tiên cái phòng ngủ đầu tiên này có lối cửa, mở dấu cửa để tránh quay ra phòng khách. Đấy. Phòng ngủ số 3 10m,8. Đó. Và cạnh phòng ngủ số 3 thì sẽ có một khu vực vệ sinh chung. Đó. Bên ngoài có thiết kế lavabo để trong trường hợp có người đi sử dụng phòng vệ sinh bên trong thì chúng ta đánh răng rửa mặt bên ngoài không bị ảnh hưởng. Đó. Và có lối cửa đi về khu vực nhà bếp phụ. Lối cửa này cũng là mở ra để tạo độ thông thoáng luôn trong ngôi nhà. Phòng ngủ số 4 phía đằng sau phòng thờ 13,2m². Đó. Và khu vực bên nhà bếp thì cũng có một lối cửa đi về sau khu vực bếp phụ. Đấy. Ở phía đằng sau khu vực nhà bếp phụ này thì nó rất là tiện lợi cho chúng ta vào những ngày có công có việc, cỗ bàn thì cái không gian bếp phụ này sẽ hoạt động hết công suất. Đấy. Và dưới không gian bếp phụ thì có một vệ sinh chung nữa này. Đấy. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với quý vị và khán giả cái mẫu mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ với tổng diện tích khoảng 150m² và chi phí làm nhà tầm khoảng 1 tỷ quay đầu. Thì đây, đó. Đây chính là mẫu nhà. Đấy. Các bạn nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích video và một nút chia sẻ để nhiều người có mẫu nhà đẹp nhé. Và đặc biệt các bạn nào mà đang quan tâm đến ngôi nhà này cần chia sẻ gì thêm thì xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình để được chuyên gia Nguyễn Tất Nhiên tư vấn cho quý vị nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, gặp
hái được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như là được nhiều sức khỏe. Chúc quý vị sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước cho gia đình và người thân. Đây là những siêu phẩm của thầy cho mình. Chỉ mong nông thôn mới Việt Nam có thêm nhiều mẫu nhà đẹp. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau ạ.